Bức ảnh cho thấy nữ ca sĩ Bảo Anh đi ăn cùng một chàng trai không nhìn rõ mặt. Thế nhưng nhiều người có thể nhận ra đây chính là Hồ Quang Hiếu, tình cũ của giọng ca như lời đồn. Một nguồn tin cho hay, bức ảnh trên thực chất là ảnh cũ được chụp lại, thời điểm cả hai còn yêu nhau. Trước đó, cư dân mạng đã tin mắt phát hiện cả hai vô tình check-in cùng một địa điểm du lịch. Điều này khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đã quyết định nối lại tình xưa. Trước tin đồn tái hợp, Bảo Anh vẫn đang im lặng, trong khi Hồ Quang Hiếu đã khẳng định cả hai hiện tại chỉ là những người bạn. Theo đó, chiêu thức của tên trộm tinh vi này là mang đến một chiếc điện thoại cùi để sửa và đợi lấy liền. Khi chủ tiệm mãi ngồi sửa chiếc điện thoại kia thì hắn đã nhanh tay với lấy hai chiếc điện thoại đắt tiền trong tủ trưng bày, bao gồm một chiếc Samsung J7 và một iPhone 6. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, tên này bỏ lại chiếc điện thoại cùi bắp và nhanh chóng tẩu thoát. Quả là một bài học đắt giá cho khổ chủ khi gặp phải một tên trộm quá tinh vi. Sự việc vừa xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 12. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20:30 tại địa bàn ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo người dân chứng kiến, khi chiếc xe đến địa điểm trên thì bất ngờ mất kiểm soát rồi chao đảo lao vào dải ta luy trên đường cao tốc và lật nằm ngang trên đường. May mắn vụ tai nạn đã không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Tại hiện trường, một khoảng dài ta luy bị hư hỏng sau khi xe tải lao vào, nhiều cam và chanh đổ tràn khắp mặt đường. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 5 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc. Đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dồng Riềng, tỉnh Kiên Giang truy tố vào sáng nay ngày 10 tháng 12, tên là Lê Nhật Minh, 26 tuổi, ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện Dồng Riềng phát hiện Minh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, Minh không mang theo giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe nên tổ tuần tra yêu cầu Minh nhờ người nhà mang giấy tờ đến. Lúc này lợi dụng sơ hở, Minh lấy xe bỏ chạy nhưng bị một cảnh sát giao thông ngăn lại. Không những không chấp hành, tên này còn tăng ga đâm thẳng vào người viên cảnh sát gây thương tích nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Không cần quy định giờ mở cửa, hễ có khách đến là quán cơm chay này bắt đầu phục vụ. Và đây là anh Võ Văn Tâm, người cha đẻ và cũng là đầu bếp chính của quán ăn này. 13 năm đi làm công nhân với mức lương ổn định, anh Tâm vẫn gác lại để đổi lấy 500-600 suất cơm, bún, hủ tiếu chay với giá 1.000 đồng để phục vụ bà con mỗi ngày. Mặt bằng quán cũng do anh thuê lại và sửa sang để làm việc nghĩa. Tôi muốn là mình phải là người thật, việc thật, làm rồi mọi người sẽ thấy chung tay thôi, chứ không có gì, không gì là cao cả hết. Mình thấy cái việc này ý nghĩa, mình sẽ cố gắng duy trì, cho nên cái mục tiêu quan trọng nhất là tôi phải làm nhiều món ngon. Để cho mọi người, mọi thành phần họ đều vô ăn và họ cảm thấy giá trị đó, giá trị thật thì họ tự mạnh dạn thôi. Thấy được tấm lòng của anh Tâm, một số bà con xung quanh cũng tình nguyện đến góp sức, chung tay cùng anh làm nên những bữa ăn nghĩa tình. Có người lặn lội từ tận Đồng Nai hay thành phố Hồ Chí Minh đến phụ anh trong những ngày đầu khai trương quán. Người lên chợ đó, cái nghe mấy người đó nói ở dưới này có cái quán cơm từ thiện gì đó, bắt đầu chạy xe đạp xuống luôn. Nếu mà thấy chỗ này công việc, có công việc thì tôi rủ mấy chị đi xuống đây làm phụ tiếp. Và câu chuyện về lòng nhân ái của anh Võ Văn Tâm một lần nữa đã tô hồng bức tranh cuộc sống, lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng. 5 giờ sáng là em dậy là thấy đã ngập nửa xe rồi. Thế là em phải chờ nước rút rồi em mới gọi cứu hộ. Thì đầu tiên em gọi cho hãng nhưng mà xe của hãng cũng có qua nhưng mà không có xử lý được nên là phải gọi cứu hộ ngoài. Theo dự kiến của em thì từ đây đến tối cũng có thể là chưa hết được. Tại vì còn một số xe là nhiều xe đang còn nằm trong nhà dân, chưa thể ra được, tại vì còn ngập nhiều. Suốt 2 ngày 8 và 9 tháng 12, các tỉnh miền Trung đang phải hứng một lượng mưa lớn kỷ lục. Chỉ trong chưa đầy 5 giờ, lượng mưa tại Đà Nẵng đã đạt mức 327mm, mức cao kỷ lục trong những năm gần đây. Cá biệt là tại tuyến đường Trưng Nữ Vương, lượng mưa đo được cao đến 436,6mm. Hậu quả khiến nhiều tuyến đường trong tình trạng ngập sâu nghiêm trọng, mức ngập trung bình khoảng trên nửa mét, khiến nhiều xe máy, ô tô không thể di chuyển được. Các đội xe cứu hộ phải liên tục hoạt động với tần suất cao trong tình trạng quá tải. Mưa lớn cũng làm tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cũng bị sạt lở khiến nhiều đoàn tàu không thể di chuyển, đành nằm lại ở các ga. Do không thể khắc phục nhanh sự cố, ngành đường sắt đã triển khai công tác chuyển tải, hỗ trợ cho hành khách bị gián đoạn hành trình. Trong thời gian chờ đợi khắc phục sự cố, hành khách trên các đoàn tàu đã được phục vụ suất ăn và nước uống miễn phí.
Việc tổ chức truyền tải cũng gặp rất là nhiều khó khăn cho hành khách, cả về đường sắt, cả về khó khăn đối với lại ngành đường sắt và với hành khách đi tàu cũng rất là khó khăn vì cái mưa lớn, cho nên là đường sắt sẽ cố gắng là khắc phục càng sớm càng tốt để hành khách đi tàu được thông suốt. Tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, huyện Nam Giang, huyện Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam cũng trong tình trạng tương tự. Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng tới tình hình giao thông đi lại của người dân. Thậm chí một số tuyến đường của huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, vùng rau bào tròn lớn nhất của tỉnh Quảng Nam ở xã Đại An đã bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ. Còn tại Quảng Trị, mưa lớn suốt 2 ngày qua khiến bờ kè quanh di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị bị sạt lở kéo dài 100m, ăn vào sâu khoảng 3m, đất và đá lát vỉa hè sạt xuống bị nước cuốn trôi. Hiện một số khu vực lân cận cũng đang trong tình trạng có nguy cơ sạt lở. Mưa lớn đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, 95 nhà bị sập hư hỏng, 1 điểm trường bị sập, 450 nhà bị ngập, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị tàn phá, 5.700 con gia cầm bị chết, nhiều kênh mương bị sạt trôi hư hỏng. Ngay trong chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra thực địa tại những địa phương bị ngập lụt và bắt đầu tiến hành công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trước mặt chúng ta là một vườn hoa xinh xắn với những hình ảnh ngộ nghĩnh được thiết kế từ những chiếc vỏ xe, thùng và chai nhựa cũ. Đây chính là điều khiến cho nhiều người phải bất ngờ và thích thú bởi địa điểm này trước đó còn là một bãi rác tự phát nhấp nhố và dơ bẩn. Và đây cũng chính là mô hình biến bãi rác thành vườn hoa của các bạn đoàn viên thanh niên địa phương nhằm kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Theo đó, từ những thứ tưởng như bỏ đi như vỏ xe cũ, chai nhựa, các bạn đã sơn màu, thiết kế, trang trí và trồng hoa, tạo thành một vườn hoa mini xinh xắn. Và mô hình biến bãi rác tự phát thành các vườn hoa mini đang mang lại nét mới mẻ, thú vị cho thành phố hoa Sa Đéc. Sự việc vừa xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 8 tháng 12 năm 2018. Thời điểm này, khu nhà trọ gần mặt đường không có cửa cổng bảo vệ, xuất hiện hai gã đàn ông. Thời điểm này, một khu trọ gần mặt đường không có cửa cổng bảo vệ, xuất hiện hai gã đàn ông đi xe máy. Vì đây là thời điểm người thuê trọ đa phần là công nhân đang đi làm nên khá vắng vẻ. Quan sát thấy an toàn, một tên đã chạy thẳng vào bên trong bẻ khóa, tên còn lại ngồi trên xe cảnh giới. Chỉ sau ít phút, tên trộm phía trong chạy ra ôm theo một chiếc tivi thông minh cùng như tài sản giá trị khác. Nạn nhân được xác định là cụ bà Dương Thị Xuân, 71 tuổi, ở thôn Vùng Năm, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ. Tại hiện trường, thi thể của cụ bà nằm trong nhà bếp, gần sát vị trí motor bơm nước sinh hoạt. Qua điều tra, bà Xuân được xác định tử vong do trước đó đã đụng vào chiếc motor bơm nước bị rò rỉ điện. Được biết, bà Xuân sống một mình lâu nay, con cái đều ở xa. Những ngày này, tại Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đang có mưa lớn, ngập úng tại nhiều nơi, nên nguy cơ rò rỉ ở các thiết bị sử dụng điện rất cao. Người dân cần lưu ý kiểm tra và có những xử lý an toàn khi sử dụng để tránh những hậu quả đáng tiếc. Đây là hình ảnh rất quen thuộc không lâu của đội phòng cháy chữa cháy chợ Rạch Gốc. Đến từng các hộ dân, tiểu thương kinh doanh trong khu vực chợ để vận động đóng góp mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Do ý thức được những hậu quả to lớn từ giặc lửa gây ra, nên bà con nơi đây tùy theo khả năng mà đóng góp và có một điểm chung là đều ủng hộ rất nhiệt tình. Mình cũng có bình chữa cháy, nhưng mà đó chỉ là chữa những cái đám cháy nhỏ thôi. Còn khi mà cháy lớn thì mình đâu có thể chữa được. Cho nên là anh em đi quyên góp thì mình phải là ủng hộ thôi, cái đó là quá là tốt. Cho nên là mình ủng hộ hết mình, chứ là không phải bảo vệ cho mình đâu, mình bảo vệ cho bà con ở. Từ kinh phí đóng góp gần 100 triệu đồng, bà con nơi đây đã mua một máy chữa cháy chuyên dụng, khoảng 20 bình chữa cháy các loại cùng một số dụng cụ khác được đặt tại góc chợ, nơi thuận tiện cho việc triển khai thiết bị khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Ngoài ra, họ còn thành lập đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện với gần 20 thành viên là những người dân tại địa phương đã được các cơ quan chức năng tập huấn, không những đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy mà còn cả về công tác cứu nạn cứu hộ. Rồi không những phòng cháy chữa cháy mà về cái tàu biển ở ngay hãng nước Á Mỹ An á, ở cũng trong khóm một mình nó, khi nó bị chìm rồi chúng tôi dùng cái máy này để thả vô cái con tàu đó, lúc đó tàu không còn chạy nữa rồi chúng tôi bơm hút nước ra và cứu được cái con tàu. Qua gần một năm đi vào hoạt động, bằng những hiệu quả thiết thực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng như góp phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền địa phương đánh giá rất cao về sự tình nguyện của bà con cùng các tiểu thương nơi đây. Được biết, trong thời gian tới, bà con và các tiểu thương nơi đây dự định tiếp tục đóng góp mua thêm trang thiết bị mới, không những ngăn chặn hậu quả từ cháy nổ gây ra tại địa phương, mà sẵn sàng giúp đỡ các địa bàn giáp ranh khác.
tại vì là vừa qua là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trang bị thì cũng còn nhiều cái hạn chế, nhưng mà nhờ sự chung tay góp sức của bà con nên việc các trang thiết bị đảm bảo hơn để chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Cho nên trước mắt 1-2 triệu mình bỏ ra để cùng bà con anh em góp sức mua để những cái dàn máy lớn, thiết bị lớn vài chục triệu như vậy mà đã có sự cố người ta giải quyết được vấn đề lớn thì mình có thể không mất được tài sản. Thì cái vấn đề đó bình thường thôi, không có gì. Tất cả mọi người ở đây đều suy nghĩ giống như tôi thôi. Dù còn gặp khó khăn, nhưng với sự chung tay của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống giặc lửa, tinh thần và hành động của người dân nơi thị trấn ven biển cực nam của Tổ quốc thật đáng trân trọng và cần được nhân rộng sang các địa bàn khác. Đây là vườn quýt của ông Nguyễn Văn Tường, một điểm du lịch đón khách tham quan quen thuộc mấy năm nay ở Lai Vung. Sau khi chịu thiệt hại trong đợt bệnh vừa rồi, ông Tường đã cho tạm ngừng dịch vụ đón khách để dành thời gian phục hồi vườn. Cách làm của ông Tường là tập trung cải tạo đất, chiết giống cây tốt để trồng lại. Mình phải cũng tái tạo lại, ví dụ như cây nào nó chia thì mình phải chiết cây nào mạnh khỏe đó, rồi phải trồng lại cây con kế tiếp. Cũng phải trồng quýt hồng lại chứ không có đổi cây nào khác hết, bởi vì mình đã là mê cái đó rồi, mê nghề quýt hồng rồi. Còn đây là 4 hectare quýt hồng của gia đình anh Phạm Văn 11. Dù cũng chịu thiệt hại lên đến 80%, nhưng anh 11 không buông xuôi. Nhiều ngày nay, anh đã chiết bỏ trái để cứu cây, đồng thời kiếm cây khỏe mạnh để trồng thay thế cho những cây đã chết. Thì cái thời gian nó bị thiệt hại thì bây giờ mình cũng đang cải tạo, sửa đất lại, rồi mình bón vôi, rồi mình tưới thuốc rồi vô cho nó mà chết bằng vi khuẩn, như nấm bệnh rồi đó. Mình cải tạo đất lại, mình xới sáo rồi lên cho nó tơi xốp rồi lên. Thì ở huyện cái mấy anh ở trong phòng nông nghiệp chứ ở trạm y tế vật thì cũng khi mình là cải tạo lại mà cho nó kịp cái thời gian. Điều đáng phấn khởi và đầy hứa hẹn là các nhà khoa học đến từ trường Đại học Cần Thơ đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu để đưa ra một quy trình canh tác mới trên cây có muối an toàn hơn để nông dân làm theo. Cái cây quýt hồng là cái cây rất là lợi thế của huyện Lai Vung trên cái quốc gia, bởi vì không có chỗ nào trồng được hết. Khuyến cáo dân là nên tái canh lại cây quýt hồng bằng một cái giải pháp kỹ thuật mà sắp tới đây trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp với cái Sở Nông nghiệp mình soạn ra một cái quy trình chuẩn. Thì chắc chắn ứng với cái quy trình chuẩn này thì bà con tái canh sẽ ít gặp khó khăn hơn như bây giờ. Quýt hồng là loại trái đặc sản Tết riêng có của Lai Vung. Chắc chắn với nỗ lực của bà con nhà vườn cộng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học, các vườn quýt hồng nói riêng và quýt các loại nói chung ở đây sẽ sớm thoát khỏi bệnh hại. Qua tin báo của người dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện tại vườn nhà của bà Lê Thị Linh ở thôn 4 xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột có trồng trái phép 61 cây cần sa cao từ 25cm đến 207cm. Bà Linh khai nhận có nuôi gà vịt nhưng gà vịt hay bị dịch bệnh. Vào khoảng tháng 6 năm 2018, trong một lần ra chợ Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, bà Linh gặp một phụ nữ giới thiệu có giống cây lạ mang về trồng cho gà vịt ăn sẽ không bị bệnh. Sau đó bà Linh có mua một số hạt giống và mang về trồng trong vườn nhà nhưng không biết đó là cây cần sa. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Buôn Ma Thuột nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.